Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 127. Quyền mang màu vàng ở giữa không trung giống như 10 mặt trời đồng loạt nổ tung. Phong Huyền Dực phun ra một ngụm máu tươi, cả người y như một viên đạn trực tiếp bắn thẳng từ trên không mấy ngàn mét xuống mặt đất. Một cái hố có đường kính khoảng 100 mét lập tức xuất hiện, làn sóng xung kích khủng bố thoáng chốc san bằng mấy vạn dặm xung quanh, không còn một ngọn cỏ nào, bụi đất bay mù mịt. Sắc mặt Lâm Nhất chuyển từ xanh sang đỏ. Lúc trước, hắn bị tên kia đánh ba quyền, còn chưa chấn áp quyền kình của đối phương trong cơ thể đã bị ép thi triển thần dương toái thiên ấn để cứu ngựa huyết long. Có thể nói là trạng thái cũng không được ổn cho lắm, trong lúc thay đổi sắc mặt, hắn trực tiếp nuốt ngược búng máu nơi cổ họng xuống. Tay phải trắng nõn như ngọc nhanh như chớp vươn ra khỏi ống tay áo, chộp lấy ngựa huyết long đang bay ngược lại trên không. Ngựa huyết long siết chặt nắm tay, nhe răng, cố gắng chịu đựng sự đau đớn do xương cốt vỡ vụn. Nó khẽ bắn lên khỏi lòng bàn tay Lâm Nhất rồi rơi xuống trên vai hắn, tức giận nhìn hố sâu bên dưới. Gió nhẹ khẽ phất, tất cả mọi người trên đảo phù không thấy trận chiến khủng khiếp ấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc ong ong trống rỗng, tim đập thình thịch. Trận chiến động trời như thế đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của họ. Chỉ là sóng xung kích thôi cũng có thể lấy mạng của họ một cách dễ dàng. Song tất cả những cảnh tượng ấy cũng đã phơi bày ra thực lực chân chính của Lâm Nhất. Hắn cũng có thể chống lại 7 đầu sỏ trên bảng thương long. Điều ấy phải kinh khủng cỡ nào chứ? Đó là con ngựa ô trên con đường thông thiên, ánh sáng của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trong bảo kính thông thiên và tỏa sáng khắp chư thiên vạn giới. Quá kinh khủng, trong lòng mọi người đều bị đánh sâu vào. Hoàn toàn không có cách nào diễn tả được bằng lời, giống như bất cứ từ ngữ nào cũng chẳng thể lột tả được thiếu niên đi ra từ trong huyền hoàng giới kia. Trên người của hắn luôn luôn tỏa sáng lấp lánh khiến người ta sôi trào máu nóng. Nhưng lại chẳng có ai lên tiếng, đất trời hoàn toàn yên tĩnh vì ai cũng biết Phong Huyền Dực không thể nào chết một cách như vậy được. Là 7 đầu sỏ trên bảng thương long nên sẽ không dễ dàng chết bởi một kích của Lâm Nhất như thế được. Trận đánh ban nãy đã khiến mọi người biết được thực lực chân chính của 7 đầu sỏ trên bảng thương long, phong thái cỡ đó cũng sẽ không ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Trong khi tất cả mọi người nín thở chờ đợi, 10 dặm xung quanh chợt bốc lên một mảnh biển lửa mênh mông vờ bờ, chính giữa là một quả cầu lửa hừng hực như vầng mặt trời dần dần dâng lên. Trong quả cầu lửa ấy, khuôn mặt anh tuấn của Phong Huyền Dực lại khó coi và âm trầm hơn bao giờ hết. Mọi người thấy quả cầu lửa kia chiếu khắp cả đảo phù không sáng rực như ban ngày thì đều hít ngược một hơi. Giờ phút này, họ cảm giác được một áp lực rất lớn, nhìn quả cầu lửa kết hợp với Phong Huyền Dực trên không mà ánh mắt không kiềm được lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người có thể đoán Phong Huyền Dực không thể nào bị một chưởng của Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng đến nỗi không còn sức để đánh tiếp. Nhưng hiển nhiên cũng không ngờ được thực lực chân chính của đối phương lại khủng bố đến mức đó. Áp lực kia khiến người ta tuyệt vọng, không dám nhìn thẳng vào và chẳng sinh ra nổi lòng chống cự. Mạnh thật. Giữa không trung, sắc mặt Lâm Nhất cũng hơi nghiêm trọng, sâu trong mắt lập lòe kiếm ý, thấm thúy như biển. Tên kia đúng là khá khó nhằn, ý chí hỏa diễm của hắn ta đã sắp đến tam phẩm, nhưng đây vẫn là thứ yếu. Cảnh giới của ý chí võ học rất quan trọng, song quan trọng nhất vẫn là trình độ. Trình độ của tên kia lại khá cao. Chẳng hạn như Lâm Nhất, cùng là kiếm ý thông linh viên mãn nhưng hắn lại đè bẹp đối phương mà không hề áp lực. Trình độ ở mặt ý chí hỏa diễm của Phong Huyền Dực cũng không thấp hơn hắn. Ngoài ra, chắc chắn đối phương cũng sở hữu một môn võ học tạo hóa cấp đế giả, luyện hóa số lượng đan tinh thần cũng không ít hơn là bao, công pháp tu luyện lại càng khỏi phải nói, chắc hẳn cũng là võ học tạo hóa cấp cao. Nếu hỏi bản thân Lâm Nhất có ưu thế gì thì có lẽ là lúc bắt đầu đột phá lên thiên phách, hai đợt kiếp thiên phách hắn đều dùng đan tinh thần. Đối phương ít nhất phải thiên phách tam trọng thiên mới luyện hóa đan tinh thần, xét về độ vững chắc của nền móng thì hắn ta chắc chắn không bằng Lâm Nhất. Dưới tình huống vẫn chưa để lộ át chủ bài, dù so sánh thế nào thì sức chiến đấu của Lâm Nhất đều yếu hơn đối phương rất nhiều. Nhưng, Lâm Nhất không phải một mình, hắn có ngựa huyết long giúp. Anh em đồng lòng nên hoàn toàn không cần sợ hắn ta. Để xem ai thiếu kiên nhẫn để lộ át chủ bài trước.
Đường đường công tử táng hoa lại chỉ có chút năng lực ấy thôi à. Đánh tay đổi còn phải khiến cho ma sủng đến giúp thì không khỏi hơi vô sỉ quá rồi đấy. Giữa không trung, phong huyền dực bao phủ trong quả cầu lửa kia nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long trên vai Lâm Nhất. Trạng thái lúc này của hắn ta cũng không trông thoải mái như bên ngoài. Bất kể là miệng vết thương dữ tợn gây ra bởi đao hư ẩn trước ngực hay thần dương toái thiên ấn mà Lâm Nhất đánh trúng hắn ta thì đổi thành người khác đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy may mắn không chết thì e rằng cũng bị thương nặng không còn sức đánh tiếp nữa. Hắn ta có thể chịu được đều dựa vào vốn liếng của anh tài kiệt xuất hơn hẳn cùng giai và sự mạnh mẽ của ý chí hỏa diễm. Ngoài ra, trong tay vẫn còn có nhiều ái chủ bài chưa dùng. Nhưng nó là đòn sát thủ nên đương nhiên vĩnh viễn không cần dùng đến mới tốt. Vì ngươi chẳng bao giờ biết được đối thủ sẽ có con bài chưa lật nào, để lộ ra trước sẽ khiến mình ở thế bất lợi. Ít nhất bây giờ, Phong Huyền Dực đã cảm giác được trên tay Lâm Nhất vẫn còn hai con át chủ bài chưa dùng. Và lại, còn khá là nguy hiểm, tên kia đúng là khó đối phó mà. Rắc rối lớn nhất là hắn còn có con ma sủng giúp đỡ. Trong tình huống đánh tay đôi thì bất kể Lâm Nhất hay ngựa huyết long, hắn ta đều rất có tự tin đánh thắng. Dù đối phương có con bài chưa lật nào cũng có thể thẳng tay trấn áp. Nhưng hắn lại liên hợp với con ma sủng thì đúng là khá đau đầu. Thế nên, hắn ta mới chế giễu đối phương. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên, trên mặt toát ra vẻ cười cợt, lạnh lùng nói, xin lỗi nhé, hình như ngươi nghĩ nhầm một chuyện rồi, nó cũng không phải ma sủng của ta. Nó là bạn. Là người anh em cùng sống cùng chết với ta. Hai người chúng ta rất ít liên hợp, Phong Huyền Dực ngươi phải thấy hãnh diện mới đúng. Câu ấy lại lời nói thật, nếu không phải tình trạng gấp gáp thì thường Lâm Nhất sẽ không gọi ngựa huyết long và nó cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu ai đe dọa đến Lâm Nhất thì nó chắc chắn sẽ cực cả tính mạng cũng phải bảo vệ hắn cho bằng được. Bất kể là tình cảm vào sinh ra tử với nhau của cả hai hay là trước khi Nguyệt Phi Phi đi có làm nó phải hứa đi nữa thì ngựa huyết long đều không cho phép người khác bắt nạt Lâm Nhất, tuyệt đối không. Trong lúc cả hai nói chuyện, ngựa huyết long đứng trên vai Lâm Nhất một tay nắm đao hư ẩn, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đen bóng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng và quyết tâm, thôi thúc uy áp trên người đến cực hạn cùng Lâm Nhất chống chọi lại với uy thế khủng bố giống như biển rộng từ quả cầu lửa của đối phương. Ta đây đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Mặt mày Phong Huyền Dực âm trầm, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một. Quả thật đối phương hợp tác với nhau rất là khó nhằn, nhưng bảo Phong Huyền Dực từ bỏ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung thì hắn ta lại không làm được. Để ta xem thử coi rốt cuộc thì ngươi có con bài chưa lật nào. Vèo. Trong mắt Phong Huyền Dực lóe lên vẻ lạnh lẽo, quyết định ép cho đối phương phải dùng ra con bài chưa lật của mình. Huyền Viêm Quyết, Chiến Giáp Hỏa Phụng. Hai tay Phong Huyền Dực dùng một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được kết một cái ấn từ xa xưa. Bên ngoài cơ thể chợt tỏa ra một vầng sáng đỏ, rực rỡ lấp lánh. Đợi đến khi hắn ta kết xong ấn, vầng sáng đỏ hiện ra bên ngoài cơ thể lập tức hóa thành một cái chiến giáp khắc hoa văn của một con phượng hoàng. Ầm, ầm. Lúc này, khí thế trên người Phong Huyền Dực điên cuồng tăng lên. Quả cầu lửa xung quanh người hắn ta như một đám cháy lớn bốc cháy hừng hực dập trời. Dưới uy áp khủng bố ấy, mặt đất không ngừng rung lắc kịch liệt, nham thạch liên tục bong ra từng mảng trên những ngọn núi lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí thuật. Con người Lâm Nhất chợt co rút lại, đây là bí thuật chỉ có trong công pháo tạo hóa cấp cao, cũng coi như là một con bài chưa lật khá lợi hại. Giết. Gần như chỉ thoáng chốc, Phong Huyền Dực đã xông tới. Hắn ta vượt ngang trời, đợi đến khi sắp đánh tới trước mặt Lâm Nhất thì quanh người Phong Huyền Dực chợt hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ. Nhìn từ xa tựa như một con phượng hoàng cả người rực lửa nhào về phía Lâm Nhất. Ở trước mặt con phượng hoàng khổng lồ, Lâm Nhất trông có vẻ khá nhỏ bé giống như thoáng chốc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trái tim của những người nhìn thấy cảnh đó lập tức vọt lên tận cổ. Chiêu vồ giết cỡ đó thật sự quá kinh khủng. Uy áp khủng bố của con phượng hoàng lửa kia đốt cháy toàn bộ ma vân trên trời, thoáng chốc đã cháy rụi. Không còn ma vân che phủ, ánh sao trên trời lập tức chiếu rọi xuống, nơi đi qua rực rỡ lấp lánh khiến con phượng hoàng kia càng sáng lạn lộng lẫy hơn.
Ngay khi mọi người cảm thấy Lâm Nhất khó mà ngăn cản được thì bầu trời chợt vang lên tiếng rồng ngâm. Một con dao long lôi hỏa màu tím xuyên thủng vòm trời hung hăng đâm về phía con phượng hoàng kia. Kia chính là đạo khí tuyệt phẩm, roi tử diễm lôi hoàng. Đạo binh này có nguồn gốc cổ xưa, Nguyệt Phi Vi còn chưa khuất phục được một cái long hồn, dù thực lực hiện nay của Lâm Nhất rất phi phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được 1/10 sức mạnh của nó. Nhưng chỉ 1/10 sức mạnh đó thôi, một khi thi triển lập tức đánh thẳng lên người đối phương lộ ra khí thế bàng bạc. Cút! Lâm Nhất cau mày, khuôn mặt anh Tuấn không giận mà uy. Hắn cầm sợi roi trong tay, lơ lửng giữa trời giống như lôi hoàng thượng cổ đứng trên chư thiên điều khiển giao long, chinh chiến thiên hạ. Ầm! Trong tiếng nổ rung trời chợt truyền ra tiếng gào thét của phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa khổng lồ giữa không trung thoáng chốc đã bị quất chia năm xẻ bảy. Phong huyền dực không ai bị nổi hiện ra cơ thể rồi phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chẳng phải muốn biết con bài chưa lật của ta hả? Như ngươi mong muốn luôn. Lâm Nhất mặc một bộ áo xanh, lưng đeo hộp kiếm, lơ lửng giữa trời, tóc dài phấp phới toát ra một khí thế sắc bén chưa bao giờ có. Lực lượng thương long không ngừng tràn vào roi tử diễm lôi hoàng, hư ảnh giao long khủng bố kia ầm ầm trướng to, trên đầu chậm rãi mọc ra sừng. Cùng với tiếng gầm thét của nó, cổ tay Lâm Nhất khẽ vung, chiếc roi kéo ra một tia sét giữa không trung, lôi hỏa dập trời vần vũ nhanh như chớp đuổi theo phong huyền dực bị quất bay. Vạn nha toát tinh không. Sắc mặt phong huyền dực chợt thay đổi. Trong mặt trời đằng sau bay ra vô số con quạ lửa che kín bầu trời. Cùng lúc đó hắn ta cũng giơ trưởng đón đỡ. Rắc! Roi tử diễm lôi hoàng lập tức bị cản lại, nhưng sức mạnh khủng bố cũng đánh phong huyền dực bay ra ngoài, sắc mặt cũng trắng bệch đi rất nhiều. Vụt! Phong huyền dực còn chưa kịp đứng vững thì không trung đằng sau đã bị một màu máu nhuộm đẫm, lại là ngựa huyết long cầm roi huyết mãng đánh tới. Ma côn thiên khôn khó mà đánh trúng đối phương, đao hư ẩn đánh sáp lá cả lại quá nguy hiểm. Con người ngựa huyết long khẽ đảo đã nghĩ ra dùng roi huyết mãng phối hợp với Lâm Nhất. Con mèo chết tiệt. Phong huyền dực thoáng chốc nổi giận, một tên Lâm Nhất cầm đạo binh tuyệt phẩm trong tay đẩy lùi hắn ta cũng thôi. Một con ma sủng thế mà cũng muốn bắt chẹt hắn ta, đúng là không thể nhịn được mà. Hắn ta trở tay trưởng một phát, trực tiếp đánh nát đòn tấn công của ngựa huyết long. Hi hi. Nhưng ngựa huyết long lại nhếch miệng cười. Cũng chẳng thèm để ý, dáng người linh hoạt chớp nhoáng giữa không trung, không ngừng múa may roi huyết mãng trong tay. Chát, chát, chát. Dáng người phong huyền dực như điện, thoáng chốc đã nhoáng lên vô số tàn ảnh, nghiền nát đủ loại đòn tấn công của ngựa huyết long như say gạo. Chết đi. Phong huyền dực áp sát ngựa huyết long, vươn tay thành vuốt phượng chộp về phía nó. Chát. Còn chưa ra tay thì roi tử diễm lôi hoang đã theo tiếng đánh tới, trực tiếp quất lên bàn tay hắn ta, ánh sáng trên chiến giáp hỏa phụng lập tức mở đi rất nhiều. Phong huyền dực tức muốn hộc máu, suýt nữa thì có thể bắt được con mèo khốn kiếp kia rồi. Rắc! Nhưng bỗng dưng, con mèo đen chảy trong người dòng máu rồng trước mặt nhoáng lên một cái lại hiện ra, cầm con dao găm lập lòe ánh sáng lạnh chọc thẳng vào ngực của chiến giáp hỏa phụng. Ngựa huyết long cũng không quan tâm kết quả thế nào, chọc xong lập tức bỏ chạy. Dù sao trước đấy chạy chậm đã suýt nữa bị phong huyền dực kia một quyền đánh chết nên nó vẫn nhớ kỹ bài học đó. Song sức mạnh của một kích đó lại có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng rắc lớn vang lên, chiến giáp trên người phong huyền dực thoáng chốc ầm ầm vỡ vụn. Con phượng hoàng lửa biến ảo ra cũng nổ tung quét ngang không trung, nơi nó quét qua thậm chí ngay cả không gian cũng như bị xé rách. Xoẹt! Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn sang rồi hít ngược một hơi. Không ngờ, chiến giáp hỏa phụng trên người phong huyền dực lại bị đâm nát. Trong mắt mọi người đều khó nén nổi vẻ kinh ngạc, kia chính là bí thuật có trong công pháp tạo hóa cấp cao đó. Một khi thi triển thì sẽ tiêu hao rất nhiều. Chẳng những là chiến giáp, ngay cả quần áo trên người phong huyền dực cũng bị xé rách nhiều chỗ khiến hắn ta trông khá chật vật. Lâm Nhất! Ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo thì ta sẽ không phải phong huyền dực. Đợi đến khi bảo điện thương long xuất hiện, tốt nhất là ngươi đừng có ló mặt ra, không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
sắc mặt Phong Huyền rực xanh mét, biết đối phương liên hợp thì dù mình còn có át chủ bài chưa dùng nhưng cũng khó mà thắng được. Thậm chí hơi không khống chế được cảm xúc, bị con ngựa huyết long kia chọc giận thì e rằng hậu quả sẽ khá là rắc rối. Lời nói mà hắn ta lưu lại vang vọng khắp bốn phương, trong giọng nói tràn ngập sát khí cũng khiến trái tim người ta đập thình thịch, nhưng cả hòn đảo Phù Không vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Vô số ánh mắt nhìn dáng vẻ chật vật bỏ chạy của Phong Huyền Dực rồi quay đầu khó có thể tin nhìn Lâm Nhất. Vậy là Lâm Nhất thắng. Khi trong đầu của tất cả mọi người đồng loạt hiện lên suy nghĩ đó thì đều cảm thấy hơi ngờ ngợ và kỳ lạ, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Phong Huyền Dực chính là bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long, đứng ở đỉnh kim tự tháp của cả khu vực Thương Long, thậm chí còn tỏa sát rực rỡ trên cả con đường thông thiên. Tên của hắn ta cũng đã xuất hiện trong bảo kính thông thiên từ lâu, sức mạnh chân thật cũng đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Khi nhắc đến những cao thủ ở khu vực Thương Long thì mọi người đều tự động xem nhẹ bảy người kia. Bởi vì, với những người khác thì họ chính là vô địch. Suy nghĩ ấy đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người tương đương chân lý, không thể thay đổi. Mặc dù Phong Huyền Dực thua, cũng nên thua trong tay những đầu sỏ khác mới đúng. Nhưng trước mắt, hắn ta quả thật đã bị đánh bại, thậm chí còn thua khá chật vật. Có lẽ hắn ta còn có át chủ bài không dùng, nhưng suy cho cùng vẫn từ bỏ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung, chắp tay nhường cho Lâm Nhất. Điều duy nhất đáng để châm trước là con ma sủng kia của Lâm Nhất cũng là một sự giúp đỡ to lớn. Nếu không có nó giúp thì thắng bại đúng là khó mà nói. Có vẻ nguyên nhân lớn nhất mà Phong Huyền Dực không đánh tiếp chính là có ngựa huyết long. Vèo. Mắt thấy Phong Huyền Dực hoàn toàn rời đi, thoáng chốc đã biến mất cuối tầm nhìn. Lâm Nhất giữa không trung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ thế thả lỏng lại. Bấy giờ lập tức có vô vàn mỏi mệt len lỏi từ các góc trong cơ thể và tế bào ùa vào trong đầu. Thoáng chốc, đất trời xoay chuyển, hoa mắt chóng mặt, đủ loại vết thương không ngừng ập tới chồng lên nhau. Lâm Nhất cố gắng đứng vững. Sau khi rơi xuống đất thì cuối cùng cũng không thể nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Khi Lâm Nhất phun ra ngụm máu đó thì sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Cả người hắn cũng thoải mái hơn, có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Sảng khoái. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhất toát ra một nụ cười vui sướng, trong mắt cũng lộ ra sự phấn khích. Trận chiến đó thật sự rất sung sướng, hoàn toàn ép mình đến cực hạn. Nhưng dưới sự cực hạn ấy, vẫn chưa lộ ra hai con át chủ bài chân chính là kiếm ý thông thiên và nhật diệu thần quyền cũng là chuyện khiến Lâm Nhất hết sức vui vẻ. Đối đầu với một đầu sỏ như Phong Huyền Dực mà còn có thể không sử dụng hai con át chủ bài thì Lâm Nhất cũng coi như có một sự hiểu biết về thực lực của mình. Đương nhiên, đây còn phải cảm ơn ngựa huyết long. Lâm Nhất hộc ra mấy ngụm máu xong. Sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn ngựa huyết long thì nó cũng đang hộc máu ở bên cạnh. Tầm mắt hai anh em chạm vào nhau, một người một mèo đều không nhịn được bật cười. Ta đến thung lũng xem truyền thừa chân chính của Nhật Diệu Tinh Cung, người ở lại đây đi. Lâm Nhất khôi phục một chút rồi bảo ngựa huyết long ở lại nơi này rồi để lại yêu đan và huyết mạch của thần hỏa ô cho nó. Thực lực của ngựa huyết long cũng cần mạnh hơn nữa. Chứ không phát huy được sức mạnh của Ma Côn Thiên Khôi thì cũng không khỏi phí phạm của trời. Khi nhìn thấy yêu đan và quả cầu máu, mắt ngựa huyết long lập tức sáng rực lên, yêu đan của yêu thú cảnh giới thần đan và quả cầu máu ẩn chứa huyết mạch kim ô, bất luận là cái trước hay cái sau đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với ngựa huyết long, sau khi luyện hóa thực lực sẽ tăng vọt. Lâm Nhất thấy vậy thì mỉm cười, sau đó đi về phía khe núi. Dọc đường đi là một mớ hỗn độn sau cuộc đại chiến, chỉ có khe núi được bảo vệ bởi cấm chế nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Lần nữa bước vào khe núi này, máu đọng dưới đất đã đông lại, bảy thi thể đã nhắm mắt hoàn toàn. Lâm Nhất cảm khái, nếu hắn không đủ thực lực, dù có cơ duyên thì e rằng cũng sẽ giống như những người này, vừa đối mặt đã chết trong tay Phong Huyền Dực, có lẽ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Cơ duyên trên con đường thông thiên rất quan trọng, nhưng dũng khí và thực lực vẫn quan trọng hơn. Lâm Nhất rời mắt về phía bồ đoàn trong khe núi, tám cuộn tranh còn đang nổi lơ lửng trên bồ đoàn. Thấy vậy Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm,
May mà Phong Huyền Dực cảm thấy mình nhất định sẽ thắng nên không lấy 8 cuộn tranh này. Nếu không đối phương định đi thật, hắn muốn ép đối phương ở lại thì chỉ sợ sẽ hơi khó. Lúc đó dù hắn nhận được truyền thừa cũng chưa chắc là hoàn chỉnh. Đi xem thử nào. Lâm Nhất lẩm bẩm một câu, chân dẫm lên mặt đất, đến khi rơi xuống hắn đã ngồi trên bồ đoàn. Nhìn từ góc độ này vừa hay có thể thấy được bức tượng đá kim sĩ thần nhân trong khe núi đang nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Nhất nhìn một lúc rồi rời mắt về phía 8 cuộn tranh nổi lơ lửng. Tuy cuộn tranh chưa mở ra, nhưng hắn có thể đoán được đại khái rằng những cuộn tranh này cũng vẽ các bộ phận trên cơ thể kim ô giống như cuộn tranh trong tay hắn. Hắn vỗ vào túi trữ vật, cuộn tranh mà hắn đang giữ cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài. Khi 9 cuộn tranh tập hợp với nhau, trận pháp ẩn giấu trong bồ đoàn mà Lâm Nhất đang ngồi được kích hoạt, 9 cuộn tranh đồng loạt mở ra. Những cuộn tranh này đều đang bay lơ lửng, khi chúng mở ra vừa khéo tạo thành hình vòng tròn bao quanh Lâm Nhất. Trong đó có mắt, cánh, đuôi, và móng vuốt của kim ô, tất cả hợp thành một con kim ô hoàn chỉnh. Cùng lúc đó có phù văn hỏa diễm màu vàng toát ra từ chiếc bồ đoàn mà Lâm Nhất ngồi, bay lơ lửng xung quanh cuộn tranh. 9 cuộn tranh không ngừng xoay tròn giữa không trung, lúc chúng xoay tròn như thể có kim ô sống lại. Còn chưa kịp phản ứng, con kim ô đó đã bay về phía Lâm Nhất, đợi đến khi định thần lại thì hắn đã nằm trên lưng kim ô bay lên đến bầu trời bao la. Nơi này là... Lâm Nhất vô cùng ngạc nhiên, cảm giác này giống như một loại ảo tưởng nào đó, lại giống như một bí cảnh nào đó, thật giả lẫn lộn. Hắn nhìn túi trữ vật bên hông mình. Kỳ lạ phát hiện mình có thể lấy đồ trong túi trữ vật ra. Soạt. Bỗng nhiên, ánh sáng vàng rực rỡ hiện lên ở trước mắt, cả bầu trời như được ánh lửa vàng bao trùm. Ánh sáng chói mắt khiến Lâm Nhất bất giác che mắt lại, nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, hắn há hốc mồm, vẻ khó tin lộ ra từ trong mắt, phía trước hắn. Đó là mặt trời. Trong nháy mắt, kim ô chở hắn bay thẳng vào trong mặt trời. Ở trong mặt trời, Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khó tin, trong đó không chỉ có các loại yêu thú mà còn có rất nhiều dược liệu và thần thụ trong truyền thuyết. Khi bay vào chỗ sâu trong mặt trời, kim ô thả Lâm Nhất lên một đạo đài, một bầy kim ô vây quanh đạo đài. Thật khó mà tin nổi. Lâm Nhất ở trên đạo đài nhìn lướt qua bốn phía bằng ánh mắt kinh ngạc. Nơi này chắc chắn không phải mặt trời thật sự, nếu không thì hắn đã chết từ lâu. Nhưng mọi thứ có vẻ quá chân thật. Hộp đựng kiếm trên lưng, chân nguyên trong người hắn đều có thể điều động dễ dàng, hắn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh vô biên khi siết chặt 5 ngón tay. Mặt khác, hắn còn có thể cảm nhận được khí tinh nguyên nồng đậm đến mức có thể gọi là kinh khủng trong không gian này. Khí tinh nguyên khi hít vào cũng đủ để so sánh, thậm chí còn nhiều hơn cả đan tinh nguyên. Cũng đúng, nơi này là chỗ sâu trong mặt trời mà. Vẻ kinh ngạc trong mắt Lâm Nhất dần biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Hắn chắc chắn không thể ở lại đây quá lâu, có lẽ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung là mật cảnh Thái Dương này, cứ tạm thời gọi là mật cảnh Thái Dương đi. Nói đúng hơn bây giờ Lâm Nhất cũng không biết không gian bí ẩn ở trong chỗ sâu này là gì, nhưng đây nhất định là bảo địa xưa nay chưa từng có. Mỗi một lát đều có thể thu được rất nhiều lợi ích giúp cho thực lực bản thân tăng vọt. Hắn nheo mắt quan sát bầy kim ô đang bay qua bay lại kia, trong đầu suy nghĩ nhanh chưa chớp, chốc lát đã nghĩ ra cách sử dụng bảo địa này. Ở đây dù không tập trung tu luyện, hít thở thôi tu vi cũng có thể tăng. Vậy thì hắn không cần cố gắng tu luyện, để khí tinh nguyên ẩn chứa lửa Thái Dương này tự động rèn luyện chân nguyên và hai vùng khí hải trong cơ thể hắn là được. Trái lại thập huyền bộ có thể tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Khi đánh nhau với Phong Huyền Dực, Lâm Nhất phát hiện thân pháp của đối phương cực nhanh. Khi hắn không sử dụng roi tử diễm lôi hoàng và hợp lực với ngựa huyết long, đối phương cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó, thứ hắn ta dùng là thân pháp tạo hóa cao phẩm. Còn thập huyền bộ là võ học cấp đế giả chính cống trong cuốn Thiên Phách của Trục Nhật Thần Quyết. Nếu xét về cấp bậc thì chắc chắn sẽ mạnh hơn thân pháp của đối phương. Một khi tu luyện thành công, điểm yếu cuối cùng của Lâm Nhất cũng coi như được bù đắp hoàn toàn. Thập huyền bộ kết hợp với 9 loại biến ảo của kim ô cũng được gọi là kim ô cửu biến, cần tu vi cảnh giới Thiên Phách tầng 2 mới có thể tu luyện, công pháp cấp đế giả có yêu cầu rất cao.
Trước đó tu vi của Lâm Nhất quá thấp, vẫn luôn không thể hành động mù quáng, khi đến Thương Long cấm giới tu vi tăng lên vẫn không có cơ hội tu luyện. Nay đã đến lúc. Thân pháp này được chia thành 4 cấp bậc, nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn đỉnh phong. Nhập môn rất dễ, chỉ cần tư chất không tồi, tu vi đạt tới ngưỡng cửa, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới nhập môn, chẳng qua thời gian dài hay ngắn thôi. Tiểu thành khó hơn một chút, để thân pháp cấp đế giả đạt tới tiểu thành phải cần ngộ tính cực cao, nếu không cả đời sẽ quanh đi quẩn lại ở cảnh giới nhập môn. Đến cảnh giới đại thành chân chính cần phải quan sát cuộn tranh kim ô, từ đó hiểu được bí ẩn của kim ô, lĩnh ngộ được chân lý 9 loại biến đổi của thần thú kim ô. Khi tới viên mãn đỉnh phong thì có thể ngưng kết thần ấn kim ô, nhảy lên nghìn trượng đồng thời biến ảo đủ thứ, có thể biến ra thần vận kim ô bay lượn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Nhất đắm chìm trong việc tu hành kim ô cửu biến, tu luyện thân pháp cấp đế giả khó hơn Nhật Diệu thần quyền rất nhiều. May mà hắn đang ở nơi trung tâm mặt trời, xung quanh đạo đài là bầy kim ô. Mỗi khi gặp bình cảnh, hắn mở mắt ra là có thể nhìn thấy những con kim ô còn sống này, chỉ nhìn thoáng qua thần vận trong đó là sẽ ghi nhớ sâu trong đầu. Thời gian từ từ trôi qua. Khi Lâm Nhất ở trong khe núi lĩnh ngộ truyền thừa do Nhật Diệu Tinh Cung để lại, truyền thừa của những Thương Long thất tú khác cũng lần lượt có kết quả. Truyền thừa của Kim Diệu Tinh Cung bị Bùi Tuyết có lai lịch bí ẩn giành được, các cự đầu trên bảng Thương Long khác kiêng dè, không dám xảy ra tranh chấp với nàng ta. Truyền thừa của Hỏa Diệu Tinh Cung bị Quân Mộng Trần và Tần Lâm giành được, hầu như truyền thừa của các tinh tú khác cũng bị những người còn lại trong thất đại cự đầu giành được. Chỉ có Nguyệt Diệu Tinh Cung xảy ra việc ngoài ý muốn. Đây là nơi duy nhất trong Thương Long thất tú không có thất đại cự đầu đến tranh giành truyền thừa. Mọi người cứ tưởng cuối cùng truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung sẽ rơi vào tay những người nắm giữ tinh diệu chi linh, nhưng không ai ngờ. Một người khác đến từ huyền hoàng giới bỗng dưng xuất hiện, đánh bại kẻ nắm giữ hỏa diệu chi linh, mộc diệu chi linh và thủy diệu chi linh, thực lực ấy khiến người ta phải há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng huyền hoàng giới nho nhỏ lại có thể xuất hiện thêm một con hắc mã đánh bại những kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh. Sau khi giành được truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung, Vũ Hạo Thiên vô cùng mừng rỡ. Hắn ta ngạc nhiên phát hiện truyền thừa nơi này rất phù hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của hắn ta, đủ để thi triển quyền pháp này đạt tới uy lực của võ học tạo hóa cấp đế giả. Vậy hình như Nhật Diệu thần quyền mà Lâm Nhất nắm giữ cũng là võ học tạo hóa cấp đế giả. Nếu nó dung hợp với Nguyệt Diệu thần quyền của mình. Một khi cả hai dung hợp với nhau chắc chắn sẽ bù đắp cho nhau và trở thành một loại võ học mạnh hơn cả tạo hóa. Ánh mắt Phú Hạo Thiên chợt lóe, hắn ta nhếch môi cười khẩy, lạnh lùng nói, hãy đợi đấy, dù bây giờ ngươi có gặp được nhiều cơ duyên thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta mới là mồi lửa chân chính của huyền hoàng giới. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong mật cảnh Thái Dương hay còn gọi là huyễn cảnh Thái Dương, Lâm Nhất tu luyện cuốn thiên phách của Trục Nhật Thần Quyết đến cảnh giới đại thành. Có thể tu luyện thân pháp cấp đế giả này tới cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày, trừ những người có ngộ tính cao còn liên quan rất nhiều đến chỗ sâu trong mật cảnh Thái Dương nơi Lâm Nhất đang tu luyện. Không có bầy kim ô ở chỗ sâu để cho hắn quan sát, dù hắn có thiên phú nghịch thiên cỡ nào cũng không thể tu luyện đến cảnh giới đại thành trong vòng 3 ngày. Truyền thừa Thương Long thất tú mà mọi người nhận được không kém hơn là bao, cũng không phân chia cao thấp quá nhiều, nhưng truyền thừa mà Lâm Nhất nhận được lại có thể trở nên phù hợp với Trục Nhật Thần Quyết một cách hoàn hảo. Ích lợi nhận được trong lúc vô hình đã giúp hắn bỏ xa những người khác, dù sao họ cũng chưa từng tu luyện thân pháp cấp đế giả. Thập huyền bộ kết hợp với 9 loại biến hóa của Kim Ô, thân pháp này hơi khác với tưởng tượng của Lâm Nhất trước đó. Trong ấn tượng ban đầu của hắn, thân pháp chính là thân pháp. Nó được dùng để chạy trốn, né tránh hoặc tăng tốc độ, coi như một cách trợ giúp cho việc tấn công đối thủ, cũng không thể thật sự giết chết đối thủ. Nhưng kim ô cửu biến này lại làm cho người ta được mở mang tầm mắt. Nó có thể giúp bản thân biến ra đại thế kim ô, lấy thế đánh người, lấy thế giết địch, thậm chí chỉ cần mạnh thêm một chút, dựa vào đại thế kim ô này đủ để áp đảo đối thủ đến mức không thể thở một cách bình thường, cực kỳ đáng sợ. Trên đạo đài, toàn thân Lâm Nhất tỏa ánh sáng vàng chói lóa. Trong lúc mơ hồ dường như có một con kim ô đang ẩn nấp,
hai mắt hắn bắn ra ánh lửa, ngay sau đó hắn phóng thẳng lên trời. Hắn xuất hiện trên bầu trời rộng lớn trong mật cảnh, bước đi trên không trung, thân pháp kỳ lạ, chân như dẫm lên sao trời, biến ảo khiến người ta không thể bắt giữ. Giống. Kim Ô kêu to, có tiếng kêu chói tai quanh quẩn giữa đất trời, bóng dáng Lâm Nhất như đang bước đi trên những làn sóng âm này. Trong lúc di chuyển, bóng dáng Lâm Nhất biến ảo rất nhanh, chẳng biết từ khi nào đã trở nên mơ hồ hoàn toàn. Bóng dáng ấy như thể hóa thành một con kim ô tung cánh, lúc nó bay lượn như không gian cũng bị khí thế sắc bén như kiếm đâm thủng. Tốc độ nhanh một cách khủng khiếp ấy khiến trời đất cũng trở nên bé nhỏ. Ầm. Lại một tiếng kim ô gầm thét vang lên quanh quẩn giữa đất trời, ánh sáng vàng lấp lóe giữa không trung, Lâm Nhất hiện hình, chín ảo ảnh kim ô xuất hiện chất chồng trên người hắn. Ảo ảnh chồng chất lên nhau. Trong mắt Lâm Nhất lập lòe ánh sáng vàng, nhìn kỹ sẽ thấy như có vô số con kim ô đang bay lượn. Kim ô cửu biến quả nhiên ghê gớm, phân biệt rõ ràng với cuốn tử phủ lúc trước. Cuốn tử phủ giống thuật hơn, còn cuốn thiên phách là đạo, cả hai là sự khác biệt giữa thuật và đạo. Cuốn tử phủ là phòng theo và sử dụng, còn cuốn thiên phách là chạm thẳng tới bản nguyên, biến bản thân thành kim ô. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, trong mắt là vẻ mừng như điên. Cái gọi là kim ô cửu biến, chín loại biến hóa này cũng không phải là mục đích mà là quá trình, cần phải tìm được thần vận và chân lý trong chín loại biến hóa. Không phải yêu cầu ngươi nắm giữ sự biến ảo này nâng cao tốc độ của mình. Quả nhiên công pháp cấp đế giả không tầm thường. Vèo. Nghĩ vậy, Lâm Nhất giẫm mạnh chân xuống đất rồi bay lên không trung, hai tay giang ra, ánh sáng vàng tỏa bốn phía. Người hắn xoay tròn giữa không trung tạo thành từng tàn ảnh, đến khi hắn rơi xuống, vô số tàn ảnh kia lại chất chồng lên nhau. Ầm ầm. Khi chúng chồng lên nhau, có đại thế kinh khủng bùng nổ trên người hắn, bỗng một hư ảnh kim ô khổng lồ bao trùm lấy hắn. Lâm Nhất ngước lên nhìn, đôi mắt của hư ảnh kim ô đang nhìn chằm chằm về phía trước. Sự uy nghiêm ấy dung hợp với khí thế của Lâm Nhất, không gian ở trước mặt lập tức nổ tung như thể không chịu được đại thế này. Lợi hại. Trên mặt Lâm Nhất là vẻ phấn khích khó có thể che giấu, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đợt đột phá cuối cùng. Lần này hắn ngồi liên tục suốt 7 ngày. Đến khi hắn mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đột nhiên nổ tung, sụp đổ rồi hóa thành cái bóng nhàn nhạt từ từ biến mất. Đến khi ảo cảnh hoàn toàn biến mất, Lâm Nhất mơ hồ nhìn thấy mặt trời to lớn không thể tưởng tượng trên bầu trời bị một bàn tay cầm lấy. Khi bàn tay siết lại, ánh sáng mặt trời biến mất trên vũ trụ tinh không, vào giây phút cuối cùng trước khi màn đêm kéo tới, hắn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó mọc ra một đôi cánh khổng lồ màu vàng. Ánh mắt Lâm Nhất thay đổi, cảnh tượng trước mắt trở lại hiện thực, hắn còn đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trong khe núi kia. Chín cuộn tranh nổi lơ lửng ở xung quanh đều cháy thành tro tàn, rơi xuống sàn sạt. Hắn ngẩng đầu nhìn qua. Bức tượng đá kim xí thần nhân ở sâu trong khe núi dường như đang nhìn chăm chú vào hắn. Vào khoảnh khắc này Lâm Nhất ngơ ngẩn, bức tượng đá này có vẻ rất giống với bóng dáng bắt lấy mặt trời ban nãy. Chắc mình không nhìn lầm. Lâm Nhất lẩm bẩm, kim ô sinh ra trong mặt trời, nhưng mặt trời lại biến mất trong lòng bàn tay của thần tổ kim ô. Trầm tư một lúc, Lâm Nhất rời mắt nhìn vào lòng bàn tay mình. Một dấu ấn chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay, dấu ấn đó có hình dạng một con kim ô với đường nét rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ chi tiết từng sợi lông vũ, chẳng qua thu nhỏ lại nhiều lần. Đây là kim ô ấn hoàn chỉnh. Trong vòng 7 ngày, cuối cùng Lâm Nhất cũng tu luyện kim ô cửu biến từ cảnh giới đại thành đến viên mãn đỉnh phong, ngưng kết thành kim ô ấn hoàn chỉnh. Sự hiểu biết về kim ô của hắn đã đạt tới mức độ cao hơn bao giờ hết. Có lẽ Nhật Diệu Thần Quyền có thể tiến bộ thêm một bậc. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, kim xí thần nhân xuất hiện sau lưng, cổ ấn thần dương nở rộ trong lòng bàn tay, chỉ là hơi khác so với trước đây. Bên trong cổ ấn thần dương giống mặt trời này xuất hiện một con kim ô, làm cho cổ ấn thần dương này trở nên tràn ngập linh tính. Giờ phút này, nó như có linh hồn và trở thành mặt trời thật sự. Quả nhiên! Mắt Lâm Nhất lập tức sáng rực lên. Hắn tu luyện trong mật cảnh Thái Dương suốt 10 ngày nên cũng coi như có hiểu biết về Nhật Diệu Tinh Cung này.
Lấy ấn ký kim ô hoàn chỉnh dung hợp với cổ ấn thần dương làm cho uy lực của cổ ấn thần dương tăng vọt rất nhiều, giống với trong suy nghĩ của hắn. Khi năm ngón tay Lâm Nhất siết chặt lại, ánh sáng vàng thoát ra từ khe hở, từng ảo ảnh kim ô bay ra từ trong quyền mang hướng về bốn phương tám hướng. Không từ ngữ nào có thể miêu tả dị tượng này gây chấn động cỡ nào, hàng trăm nghìn con kim ô bay xung quanh Lâm Nhất, uy áp trên người hắn tăng vọt, mái tóc dài tung bay tỏa thánh huy màu vàng, cả người hắn như được phủ thêm một lớp ánh sáng vàng rực, trông hắn trang nghiêm và nghiêm túc như thần linh. Bùm! Quyền mang đánh về phía vùng trời kia lập tức nổ tung tạo thành một lỗ thủng, ở mép lỗ thủng có vô số khe hở không ngừng lan rộng. Soạt! Ánh sao thoát ra từ trong lỗ thủng kia, ngay sau đó những khe hở kia cũng tỏa ra ánh sao. Cả đảo phù không được vô số ánh sao bí ẩn chiếu rọi, vùng trời ấy như bị một quyền của Lâm Nhất đấm vỡ nát. Sao trên bầu trời, đưa tay là có thể chạm tới. Thần dương toái thiên ấn, đây mới thật sự là thần dương toái thiên ấn. Trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ phấn khích, sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung giúp thực lực của hắn tăng lên hơn gấp 2 lần. Tích lũy thực lực khủng khiếp như thế, rất khó tưởng tượng sau này khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 3 sẽ bộc phát như thế nào. Nếu gặp lại Phong Huyền Dực, dù không có ngựa huyết long giúp đỡ, mình cũng có thể nhẹ nhàng đối đầu với hắn ta. Ánh sáng trong mắt Lâm Nhất dần vụt tắt, hắn nhìn lướt qua, nhận thấy được hơi thở quen thuộc ở phía xa. Vèo! Chân tay hắn đập mạnh xuống đất, người đột nhiên bật nhảy lên cao, trên không trung lập tức xuất hiện một con kim ô tỏa sáng rực rỡ bay qua mấy nghìn trượng nhanh như chớp. Khi Lâm Nhất đáp xuống đã cách xa 10 dặm. Ở trước mắt là một hoang cốc, ngựa huyết long đang điều khiển ma côn thiên khôi khiến cho trời đất vặn vẹo như càn khôn. Ồ, cảnh giới thiên phách tầng 3. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, mới 10 ngày không gặp. Ngựa huyết long luyện hóa yêu đan và huyết mạch của thần hỏa ô đã thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 3 trước hắn một bước. Có vẻ như con ngựa ngốc này còn canh cánh chuyện ma côn thiên khôi không đập trúng Phong Huyền Dực lúc trước, không biết nó đã dùng ma côn thiên khôi như thế bao lâu. Lâm Nhất cười, không cắt ngang đối phương. Hắn nheo mắt quan sát thì phát hiện khí tức cổ xưa trên người ngựa huyết long nặng nề hơn nhiều. Long viêm huyết sắc ở sâu trong mắt ngoài hung mãnh và ngang ngược thì còn có cảm giác xa xăm. Huyết mạch viễn cổ của con ngựa ngốc này có vẻ đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra huyết mạch của thần hỏa ô đã trợ giúp nó rất nhiều, không biết ngoài mèo rồng và chiến mã thì nó có hình thái thứ ba hay không. Bất luận là hình thái mèo rồng hơi mập hay hình thái chiến mã thượng cổ chân đạp long viêm, cả hai đều mang lại cho Lâm Nhất cảm giác hơi kém. Tất nhiên nếu ngựa huyết long chọn biến hình thì sẽ không có cái gọi là hình thái cuối cùng. Ông! Vào lúc này, Lâm Nhất khẽ biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nheo mắt nhìn về phía chỗ sâu xa xa trong thương long cấm giới, nơi đó dường như có chấn động mãnh liệt khiến linh hồn người ta run rẩy. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt, ngoài ra không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì khác. Bảo điện thương long! Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện vẻ nghi hoặc rồi chợt sáng rực lên, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Cuối cùng bảo điện thương long cũng giáng lâm. Tiểu Hồng, đến lúc đi rồi. Lâm Nhất phất tay, nói một câu rồi lao vùn vụt về phía không gian đang chấn động kia. Vèo, vèo. Ánh lửa tỏa ra xung quanh, Lâm Nhất thi triển hoàn toàn kim ô cửu biến, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Cưỡi ngựa huyết long lao đi như kim ô bay lượn. Bảo điện thương long mang ý nghĩa là cơ duyên trên cả tạo hóa. Nhớ lại võ học cấp đế giả đã đáng sợ như thế nào thì có thể tưởng tượng cơ duyên trên cả tạo hóa sẽ khủng khiếp đến mức nào. Những nhân tài kiệt xuất muốn đi đến cuối thiên lộ để thể hiện bản thân, bước lên đỉnh cao, không ai sẽ bỏ lỡ cơ duyên thế này. Hơn nữa Phong Huyền Dực đã tuyên bố rằng chỉ cần hắn dám xuất hiện trong bảo điện thương long. Hắn ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả giá gấp trăm nghìn lần. Hắn cũng rất tò mò, không biết liệu đối phương có làm được như những gì mình đã nói hay không. Cứ chờ xem. Trong mắt Lâm Nhất tràn ngập ý chí chiến đấu, ngoại trừ Phong Huyền Dực, chắc hẳn tất cả quần hùng của khu vực Thương Long đều sẽ tập trung ở đây. Vù vù. Lâm Nhất thi triển kim ô cửu biến,
tốc độ lập tức đạt tới mức độ đáng kinh ngạc, rất nhanh đã rời khỏi hòn đảo phù không rộng lớn này. Không lâu sau, Lâm Nhất phát hiện rất nhiều người đang đi theo phương hướng giống hắn. Từng ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía hắn. Lúc này toàn thân Lâm Nhất tỏa ánh sáng vàng mơ hồ, ánh sáng vàng như ngọn lửa cháy bất diệt, nhìn từ xa trông như một con kim ô đang bay. Mọi người có thể cảm nhận được ngọn lửa vàng kia dao động khí tức mạnh mẽ, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ bóng dáng người ở trong đó. Ai cũng tò mò, không biết là thất đại cự đầu trên bảng Thương Long hay là vị cao thủ che giấu thực lực nào đó. Thậm chí còn có người đoán rằng hắn là yêu nghiệt siêu cấp đến từ Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ. Lâm Nhất thấy thế bèn thu hồi kim ô cửu biến, dùng đằng long quyết để đi đường. Có thể nhìn thấy rất nhiều di tích được bảo tồn nguyên vẹn ở chỗ sâu trong Thương Long cấm giới, những tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua trên bầu trời cũng ít đi. So với bên ngoài, khí tức còn sót lại ở nơi đây càng thêm cổ xưa, có lẽ đã trải qua rất nhiều năm. Lâm Nhất nhìn lướt qua thì thấy càng lúc càng nhiều người chạy tới đây. Có thể đến được đây, chắc chắn họ đều có thực lực rất mạnh, họ nhất định cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ ở chỗ sâu trong cấm giới. Ồ! Lâm Nhất đang di chuyển chợt tỏ ra kinh ngạc, sau đó vùng không gian ở cuối tầm mắt có vô số ngôi sao tập hợp, ánh sao sáng ngời như tồn tại vĩnh hằng, tràn ngập sức mạnh cuồng bạo khiến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Ở nơi sâu trong tinh quang dường như có một long ảnh to lớn đang giãy giụa, mang theo một cảm giác áp bách dữ dội, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía này bằng ánh mắt vô cùng nặng nề. Đây chính là Bảo Điện Thương Long sao? Nhìn dị tượng trước mặt, Lâm Nhất thoáng sửng sốt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nóng rực nồng đậm. Vù, vù, vù. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, khi đến gần khu vực kia. Hắn phát hiện đã có rất nhiều người đang lơ lửng trên không, nhìn về phía không gian vặn vẹo kia với ánh mắt nóng bỏng, trong đó có không ít người cũng có thể xem là người quen. Ví dụ như La Chấn đang mặc một bộ đồ đen, trông rất nổi bật trong đám người kia, hắn ta đã đến đây từ rất sớm. Bên cạnh hắn ta chính là hai người Tần Lâm và Quân Mộng Trần, quả nhiên ba người này rất thân thiết với nhau. Trong thất đại cự đầu ở khu vực Thương Long, ba người này không cùng một phe với bốn người nhóm Phong Huyền Dực, đây cũng được xem là một tin tức tốt với Lâm Nhất. Mấy người nhóm La Chấn cũng nhìn thấy Lâm Nhất đến, bọn họ gật nhẹ đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, xem như là chào hỏi. Lâm Nhất cũng gật đầu đáp lại đối phương. Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trong không gian vặn vẹo kia có vô số tinh quang ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Long ảnh khổng lồ có thể nhìn thấy mơ hồ trong vòng xoáy trước đó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trong long ảnh có rất nhiều kiến trúc nguy nga to lớn, dường như ở giữa các kiến trúc đó có một quảng trường cực kỳ cổ kính. Trong quảng trường, có thể nhìn thấy rất nhiều phù văn cổ lơ lửng, mỗi phù văn đều chứa đựng đạo và lý cực kỳ sâu xa. Rất nhiều phù văn xếp thành hàng, phác họa thành một hình ảnh vô cùng huyền ảo. Muốn thấy được nhiều thứ hơn nữa thì có vẻ sẽ càng khó hơn. Lâm Nhất giơ tay vuốt ve hư không, trong hư không rõ ràng có một vật cản, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tiến vào bên trong. Cơ duyên hơn cả tạo hóa. Trong lòng Lâm Nhất thầm cảm thán, đây là cơ duyên chỉ có ở con đường thông thiên, cũng là cơ hội để những thiên tài hạ giới như họ một bước lên trời. Ngoài 10 phương chiến giới, không cần biết người đến từ giới vực nào, thì cũng chỉ là những con kiến trong mắt thiên tài yêu nghiệt của các đại thế bên kia mà thôi. Nhưng to hơn một chút với gầy hơn một chút cũng có sự khác biệt, mà con đường thông thiên lại cho mọi người cơ hội, một cơ hội để có thể thật sự tranh đấu trong đại thế. Chỉ cần có thể có đủ tích lũy ở con đường thông thiên này, lấy được thật nhiều cơ duyên, đều có thể hoàn thành việc lột xác của bản thân. Con người khi sinh ra không thể tự lựa chọn, nhưng số mệnh của con người cuối cùng vẫn sẽ nằm trong tay chính họ. Nếu có chí cầu tiến thì đều có thể thành rồng, đây chính là kỷ nguyên thần long. Có điều mọi người đều tranh giành, muốn lấy được cơ duyên thế này e là khá khó, thậm chí chỉ cần sơ suất sẽ mất mạng. Vụt! Vào lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, hắn chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Lâm Nhất nhìn qua theo tầm mắt, thấy được bốn bóng người khí chất vô biên, trên người mỗi người đều chứa đựng hơi thở vô cùng đáng sợ.
uy thế mà mỗi người tản ra trong lúc không chú ý cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, không dám đến gần, không dám nhìn thẳng. Trong bốn người đó, Lâm Nhất nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy sát khí với hắn, chính là Phong Huyền Dực bị hắn đuổi chạy trước đó. Chắc hẳn ba người bên cạnh hắn ta đều là thất đại cự đầu trong bảng Thương Long, đúng như dự đoán của Lâm Nhất, chia thành hai phe với mấy người nhóm La Chấn. Phong Huyền Dực lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trong mắt chứa đựng sát khí ngút trời, nhưng cũng không bộc phát ra. Hắn ta đang nhỏ giọng trò chuyện với một người vẻ ngoài bình thường, mặc áo khoác đen bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Nhất. Thanh niên mặc áo khoác đen kia có vẻ ngoài trông thì bình thường, nhưng trong con ngươi thỉnh thoảng có phong mang lóe lên, khiến người khác không rét mà run. Chân nguyên dao động như ẩn như hiện xung quanh hắn ta không hề yếu hơn Long Thủ La Chấn là bao, vô cùng kỳ quái. Mục Tu Hàn, đứng thứ hai trong bảng Thương Long, có lẽ người này là thủ lĩnh của một phát khác. Lâm Nhất nhìn thoáng qua đã đại khái đoán được thân phận của người này. Dường như Phong Huyền Dực kia đang nói về chuyện của Lâm Nhất với Mục Tu Hàn, Mục Tu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, sau đó nở một nụ cười lạnh lùng. Thú vị thật, đây là định kéo cả bọn đến gây chuyện với hắn à? Lâm Nhất thầm cười khinh thường, phát hiện ngoài Mục Tu Hàn và Phong Huyền Dực, hai người còn lại cũng đang chú ý đến hắn. Có lẽ mấy người này cũng đã biết Phong Huyền Dực chịu thua trong tay hắn, truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung cũng đã bị hắn cướp mất. Xôn xao. Mấy người nhóm Phong Huyền Dực đồng thời nhìn về phía một người, lập tức khiến mọi người xung quanh bàn tán. Dù sao cũng là thất đại cự đầu, hành động của một người trong bọn họ cũng sẽ khiến mọi người chú ý, bốn người đồng thời nhìn về phía một người, muốn người khác không chú ý cũng khó. Rất nhiều người cũng trở nên căng thẳng, sợ rằng mấy người này đột nhiên gây chuyện, đến lúc đó phạm vi ảnh hưởng sẽ khá lớn. Vụt. Lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở gần đó, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vũ Hạo Thiên. Đây là Vũ Hạo Thiên ư, một yêu nghiệt khác đến từ huyền hoàng giới, nghe nói truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung đã bị hắn lấy mất rồi. Ha ha, đâu chỉ có thế. Người này giấu quá kỹ, không chỉ lấy được truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung, mà người trưởng quản của Hỏa Diệu Chi Linh và Thủy Diệu Chi Linh đều bị hắn đánh gần chết ở Nguyệt Diệu Tinh Cung. Cũng may hắn nương tay, nếu không thì đừng hòng có người thoát được, tất cả đều đã chết ở Nguyệt Diệu Tinh Cung rồi. Kinh khủng đến thế ư? Đó là vì ngươi không chứng kiến, sau khi nhìn thấy mới biết Vũ Hạo Thiên này mạnh mẽ đến mức nào. Người trưởng quản của hai tinh Diệu Chi Linh kia thê thảm lắm. Chỉ thiếu chưa quỳ xuống xin tha thôi. Cũng không biết giữa hắn và Lâm Nhất ai mạnh hơn. Sự xuất hiện của Vũ Hạo Thiên dẫn tới rung động vô cùng lớn, trong huyền hoàng giới có một Lâm Nhất đã đủ khiến con đường thông thiên này chấn động rồi. Ai mà ngờ lại còn có thêm một Vũ Hạo Thiên chứ? Dù hắn ta đã lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh từ lâu, nhưng người khác cũng không quá chú ý đến hắn ta. Kể cả người trưởng quản của Hỏa Diệu Chi Linh và Thủy Diệu Chi Linh cũng coi thường hắn ta. Thậm chí bọn họ còn lên tiếng giễu cợt hắn ta rằng nghĩ bản thân là Lâm Nhất hay sao. Nhưng hắn lại dùng sức mạnh lấy được truyền thừa của Nguyệt Diệu Tinh Cung, áp đảo người trưởng quản của hai tinh Diệu Chi Linh, khiến mọi người mở mang tầm mắt. Hiện tại có thể nói là hắn ta đang rất được chú ý, đi đến đâu cũng sẽ kéo theo ánh nhìn chăm chú. Đương nhiên không thể tránh khỏi việc sẽ bị so sánh với Lâm Nhất. Lâm Nhất, đã lâu không gặp. Vũ Hạo Thiên hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt và lời bàn tán này, dù sao lúc trước ở huyền hoàng giới hắn ta cũng đã được người khác chú ý, đã quen với tình huống bị người khác nhìn chăm chú thế này từ lâu rồi. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ nặng nề, có sát khí thoáng hiện lên, và hắn cũng không che giấu nó. Không ngờ người này lại dám xuất hiện. Xem ra ngươi rất tự tin với thực lực của bản thân hiện tại, nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện có chân nguyên ngưng tụ, khí cơ phong tỏa lấy đối phương. Giữa hai người có thù oán không thể hóa giải, lúc ở huyền hoàng giới, đối phương 3 lần 7 lượt muốn đẩy hắn đến con đường chết. Hắn ta chẳng những từng làm Nguyệt Phi Vi bị thương, thậm chí còn uy hiếp sẽ ra tay với kiếm các, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lâm Nhất từ lâu rồi. Tên này cũng rất là may mắn, mấy lần sống sót dưới tay Lâm Nhất khi đã đến bước đường cùng, nếu hắn ta không chết,
Lâm Nhất cũng khó mà yên lòng. Rất khó đảm bảo bạn cũ của Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ không bị người này hãm hại. Trước khi đi, Nguyệt Vi Vi cũng đã nói, người này rất có thể sẽ là kẻ thù không đội trời chung của hắn, một khi gặp phải thì nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Cảm nhận được sát khí của Lâm Nhất, Vũ Hạo Thiên cười khẩy, Lâm Nhất, không cần phải nôn nóng thế đâu, ân oán giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Những sỉ nhục ngươi đem đến cho ta trước đây, ta không chỉ sẽ trả lại gấp trăm lần, mà những người ngươi quan tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho một ai. Hắn ta ra sức chọc giận Lâm Nhất, dường như chắc chắn rằng Lâm Nhất không dám ra tay với hắn ta, thậm chí còn đang chờ mong rằng Lâm Nhất sẽ ra tay ở nơi này. Trên mặt mấy người nhóm Phong Huyền Dực ở cách đó không xa đều lộ vẻ nghiền ngẫm. Rõ ràng là bọn họ cũng không đoán trước được giữa Vũ Hạo Thiên và Lâm Nhất có thủ oán. Nếu hai người này chiến đấu với nhau trước khi Bảo Điện Thương Long mở ra, bọn họ cũng không ngại đứng xem một vở kịch hay. Tiểu tử, không được ra tay, người chú ý đến ngươi ở nơi này rất nhiều. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đây cũng không ngại thuận tay ăn sạch ngươi đâu. Vào lúc Lâm Nhất đang muốn giết người, bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói quyến rũ. Chính là giọng nói của nữ tử áo tím Bùi Tuyết kia, không biết nàng ta lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mấy người nhóm La Trấn từ khi nào. Nàng ta có vóc dáng uyển chuyển, quyến rũ động lòng người, mọi động tác đều rất thu hút. Vào khoảnh khắc nàng ta xuất hiện, mọi người đều lập tức chú ý đến, ngay cả mấy người nhóm Phong Huyền Dực cũng không ngoại lệ, trong lúc vô tình đã làm bầu không khí căng thẳng biến mất. Nữ nhân này, cũng không biết là địch hay bạn đây. Lâm Nhất bình tĩnh hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên người đối phương luôn có một cảm giác khó đoán. Nữ nhân này vừa phá hoại chuyện của hắn ta. Vũ Hạo Thiên nhìn về phía nữ tử áo tím, trong mắt có hàn mang lóe lên, sắc mặt hơi u ám. Cũng không biết do vô tình hay cố ý, nàng ta vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rõ ràng Lâm Nhất cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không biết có phải do nữ nhân này lén lút truyền âm hay không. Thời gian hắn ta mâu thuẫn với Lâm Nhất khá dài, biết rất rõ đối phương để ý cái gì, biết làm sao để chọc giận đối phương. Người này trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khi bị động đến giới hạn, động đến thứ hắn thật sự để tâm, rất nhiều lúc hắn cũng sẽ không kiềm chế được. Tiếc quá! Bảo Điện Thương Long sắp mở, dù mấy người nhóm Phong Huyền Dực không thích Lâm Nhất cũng sẽ tạm thời kiềm chế ý định giết người. Khi nãy nếu Lâm Nhất ra tay với hắn ta, chỉ cần giữ chân Lâm Nhất là có thể khiến mấy người này cảm thấy giết chết Lâm Nhất cũng không mất quá nhiều công sức, không có lý do gì mà không ra tay. Thật đáng tiếc, đáng lẽ Lâm Nhất đã chết chắc rồi. Ha ha, im lặng quan sát tình huống cũng tốt mà. Tuy ý kiến này của ngươi không tệ, nhưng cuối cùng vẫn lấy bản thân ra làm mồi nhử, không cẩn thận cả ngươi cũng chết theo. Cứ đợi đi, mấy người kia rất kiêu căng, sẽ không kiên nhẫn với tiểu tử này đâu. Lát nữa khi đi vào Bảo Điện Thương Long, chắc chắn bọn họ sẽ không nhịn nữa. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể đứng ngoài quan sát làm ngư ông đắc lợi, một lưới tóm gọn những người này. Lúc này, trong đầu Vũ Hạo Thiên chợt có một giọng nói khàn khàn và lạnh lùng vang lên. Ngoài mặt Vũ Hạo Thiên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang mừng như điện, tiền bối Ma Linh, ngài tỉnh lại rồi sao? Từ lần đó sau khi ra tay ngăn cản Lâm Nhất giúp hắn ta, Ma Linh vẫn luôn ngủ say. Hắn ta biết rõ thủ đoạn của Ma Linh, việc ông ta tỉnh lại vào thời điểm mấu chốt trước khi vào Bảo Điện Thương Long thật sự mang đến cho hắn ta lợi ích không chỉ đơn giản là như hổ thêm cánh mà thôi. Bản tôn đã tỉnh dậy từ lâu, lần này ngươi biểu hiện khá tốt, nhịn nhục hơn trước đó rất nhiều, còn biết sử dụng mưu kế để chọc giận đối thủ, tiến bộ rất lớn. Lão Phu cảm thấy cực kỳ yên tâm. Xem ra lúc trước lựa chọn ngươi làm người thừa kế là một quyết định khá chính xác. Nghe thấy lời của Ma Linh, trong mắt Vũ Hạo Thiên có ánh sáng lóe lên, khoảng thời gian này hắn ta cũng không chỉ là nhịn nhục mà thôi. Sau khi nhục nhã chạy trốn khỏi Lâm Nhất, hắn ta vẫn luôn chạy trốn khắp nơi, cực kỳ chật vật. Tiền bối nói ta lấy bản thân làm mồi nhử sẽ khá nguy hiểm, nhưng mà chưa chắc đâu. Khoảng thời gian này, ta cũng thu hoạch được rất nhiều. Ngoài Nguyệt Diệu Chi Linh, ta còn nhận được rất nhiều truyền thừa, thu hoạch hơn 3.000 đan tinh thần. Quan trọng hơn là ta còn lấy được một món chí bảo, nếu không có tự tin nhất định, ta
ta sẽ không rảnh rỗi đi chọc giận đối phương. Phú Hạo Thiên thầm thấy không phục, đồng thời còn nói sơ qua cơ duyên hắn ta gặp phải và những tin tức mà hắn ta có được. Ma Linh im lặng một lát rồi mới đáp, tiểu tử này vẫn khá là kỳ lạ, ta không thể nhìn thấu được hắn, phải để người khác thăm dò được giới hạn của hắn mới có thể yên tâm. Lúc ở huyền hoàng giới, hắn cướp đi khí vận của ngươi cũng không phải là chuyện xấu, Nhật Diệu Chi Linh đang nằm trong tay hắn đúng không? Đúng, ở trong tay hắn. Nhưng vì sao ta bị hắn cướp đi khí vận lại không phải chuyện xấu? Rõ ràng Vũ Hạo Thiên cảm thấy khó hiểu. Ha ha, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Hắn trông có vẻ như đã cướp đi khí vận của ngươi, nhưng lần đó sau khi bị hắn đánh bại, không phải ngươi đã phá vỡ giới hạn, ngày càng mạnh hơn sao? Không có sự kích động của hắn, sao ngươi có được thực lực như hôm nay? Hắn chính là con cá ngươi nuôi, đợi nuôi béo rồi thì ăn. Chẳng những thế hắn còn là một thằng bé tặng báu vật cho ngươi nữa. Đợi đến khi ngươi lấy được Nhật Diệu Chi Linh, ngươi sẽ biết hắn mang đến cho ngươi cơ duyên đáng kinh ngạc đến mức nào. Tiếng cười nham hiểm của Ma Linh vang lên trong đầu Vũ Hạo Thiên, giống như tiếng sấm nổ vang trên một mảnh đất trống trải. Nghĩ kỹ thì thấy ông ta nói cũng có lý. Tuy mỗi lần bại trận bởi Lâm Nhất đều khá chật vật, nhưng cuối cùng khi thoát được, hắn ta lại trở nên mạnh hơn. Nếu không có sự sỉ nhục như thế, cũng giống như lời của tiền bối Ma Linh, có lẽ hắn ta thật sự không thể có được thực lực như bây giờ. Con đường thông thiên này kẻ thù như mây, nếu Lâm Nhất không xuất hiện, bây giờ hắn ta cũng chẳng khác gì một con kiến trong mắt các giới vực cấp cao, vừa gặp mặt đã bị giết chết rồi. Còn về cái vế thằng bé đưa báu vật, Võ Thương Hành cong môi, hắn rất thích danh hiệu mà tiền bối Ma Linh đặt cho Lâm Nhất này. Không chỉ là cá. Mà còn là một con cá tặng báu vật, dù là võ học tạo hóa hay Nhật Diệu Chi Linh, thậm chí là đạo binh thượng phẩm có lai lịch không tầm thường trên người Lâm Nhất, tất cả mọi thứ, cuối cùng đều sẽ trở thành của hắn ta. Đến lúc đó, e rằng nét mặt của đối phương sẽ rất đặc sắc. Đợi đến khi Nhật Nguyệt dung hợp, người sẽ biết đối phương mang đến cho mình lợi ích như thế nào. Còn bây giờ, người hoàn toàn không cần xem tiểu tử kia như đối thủ mạnh. Có câu chuyện không quá ba lần. Sau khi ra tay ba lần với ngươi, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Giọng nói của Ma Linh lại vang lên một lần nữa, sắc mặt Vũ Hạo Thiên không chút thay đổi, hắn ta đang cẩn thận nghiền ngẫm. Trong quần Long Thịnh Yến, hắn ta đã thua hai lần trong tay Lâm Nhất, đều sống sót trước nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Lúc ở con đường thông thiên lại giao thủ một lần nữa, tuy hắn ta trốn đi vô cùng chật vật, nhưng dưới sự giúp đỡ của tiền bối Ma Linh. Cuối cùng hắn ta vẫn có thể sống sót. Chuyện không quá ba lần, chuyện không quá ba lần. Phú Hạo Thiên lén đọc thầm trong lòng, sâu trong mắt dần có ánh sáng lóe lên, giống như chuyện đó đã thật sự diễn ra rồi vậy. Lần thứ ba sau khi không chết trong tay đối phương, hắn ta lập tức trở nên mạnh hơn, chẳng những lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh mà còn có một số lượng đan tinh thần khá lớn. Quan trọng nhất là thu hoạch một món chí bảo đủ để khiến thất đại cự đầu trong bảng Thương Long cũng phải thèm thuồng, đó là chiêu giết người còn lợi hại hơn cả Nguyệt Diệu Thần Quyền. Tuyết Mỹ Nhân, cô xuất hiện đúng lúc thế, chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ, La Trấn nhìn Bùi Tuyết đang chậm rãi bước tới, cười đăm chiêu nói. Hắn ta nghi ngờ đối phương đã đến Nia từ lâu, thấy bầu không khí ở chỗ Lâm Nhất có gì đó không ổn nên mới cố ý ra mặt. Dùng sự quyến rũ của bản thân để thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên quan trọng nhất là để mấy người Phong Huyền Dực rời mắt khỏi Lâm Nhất. Trong khoảnh khắc khi nãy, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí trên người Lâm Nhất đã nhiều đến mức không thể nào đè nén được. Nhưng sau khi Bùi Tuyết xuất hiện, mọi thứ đều đã biến mất, gió êm biển lặng, mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi bảo điện Thương Long này mở ra. Còn về Vũ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện kia, xem ra Lâm Nhất thật sự có kẻ thù không đội trời chung, đối phương vừa mới uy hiếp đến thứ mà hắn quan tâm nhất. Bùi Tuyết mặc một bộ đồ tím, váy xẻ tà rất cao, trong lúc gió thổi, phong cảnh quyến rũ như ẩn như hiện. Nàng ta cười khẽ với La Trấn, người đoán xem. La Trấn lấy lại tinh thần, hắn ta cười khổ, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhưng hắn thật sự đáng để ta đối xử khác biệt, lần đầu khi gặp hắn. Hắn vẫn chưa có sự sắc bén thế này. Lúc đó, ta cũng chỉ hơi tò mò về hắn mà thôi, không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi mà hắn đã trưởng thành đến mức này rồi,
thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói trước đây không lâu, ngay cả Phong Huyền Dực cũng đã chịu thiệt thòi không nhỏ dưới sự liên thủ của hắn và con mèo rồng kia, Bùi Tuyết cũng không tránh chủ đề liên quan đến Lâm Nhất, nàng ta nhìn về phía người đang đứng xa xa kia, nhẹ giọng nói. Nét mặt La Trấn khá nghiêm túc, hắn ta gật đầu, đúng là thế, nếu không vượt khỏi dự tính, trong trận chiến cuối cùng ở cuối thiên lộ, e rằng hắn ta sẽ bộc lộ ánh sáng mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Ồ! Đánh giá như thế khiến Bùi Tuyết khá bất ngờ, trận chiến cuối cùng ở cuối thiên lộ không phải chỉ là trận đấu giữa khu vực Thương Long. Yêu Nghiệt đứng đầu ba khu vực Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đáng sợ đến mức nào, có lẽ La Trấn biết rõ. Lâm Nhất muốn trở nên nổi bật, e rằng sẽ không đơn giản đến thế. Ví dụ như mười phương chiến giới. Người trong chiến giới vốn có nền tảng có thể sánh với đại thế phương đó. Hơn nữa chỉ riêng gia tộc hoặc tông môn của thủ lĩnh mỗi chiến giới cũng đã có truyền thừa vô cùng dày dặn trong đại thế. Nét mặt La Trấn rất nghiêm túc, hắn ta nói với giọng điệu trầm ngâm, trước mắt có lẽ vẫn còn khá chênh lệch, nhưng hắn ta thật sự có tiềm lực này. Trong lúc hai người trò chuyện, không gian đang vặn vẹo bên kia xuất hiện chút dao động. Ánh sáng nơi vòng xoáy tinh quang nồng đậm đã yếu đi nhiều, cảnh tượng của bảo điện ở sâu trong vòng xoáy cũng trở nên rõ ràng hơn. Nên hành động thôi. Trong mắt La Trấn lập tức lộ vẻ nóng bỏng, vì bảo điện Thương Long này, hắn ta đã đợi lâu lắm rồi. Vụt, vụt, vụt. Tiếng xé gió chói tai lần lượt vang lên. Những bóng người lao về phía vòng xoáy tinh quang kia như mũi tên rời cung. Có điều muốn đi vào đó cũng không phải chuyện đơn giản, uy lực của gió bão do tinh quang diễn hóa ra vô cùng đáng sợ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với nó, rất nhiều thiên tài còn chưa kịp phản ứng đã bị gió lốc xé thành mảnh vụn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bảo điện Thương Long, cơ duyên trên tạo hóa, khiến rất nhiều người đều mất đi lý trí. Trong cảnh tượng như giấc mơ kia, nơi này thoáng chốc xuất hiện vô số màn mưa máu. Lâm Nhất đưa mắt nhìn tới, trong mắt có cảm xúc dao động, những người này đã đánh giá thấp nguy hiểm phía trước rồi, thậm chí nó cũng sẽ rất nguy hiểm với hắn. Một khi xông vào bảo điện Thương Long này, rất có thể bốn người nhóm Phong Huyền Dực kia sẽ làm khó hắn, còn có thêm tên Vũ Hạo Thiên âm hồn không tan nữa, tình huống xấu nhất là sẽ bị năm người cùng tấn công. Bốn người trong bảy bá chủ. Cộng thêm chiến mã vừa mới xuất hiện Vũ Hạo Thiên, người ngoài chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sởn gai óc. Ngay cả bản thân Lâm Nhất cũng cảm thấy áp lực như núi. Dù sao hắn cũng không có trợ thủ, mấy người nhóm La Trấn tỏ thiện ý với hắn, nhưng cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Vì liên quan đến Nguyệt Phi Vi, nữ tử áo tím thần bí kia cũng khó phân biệt là bạn hay kẻ thù. Ngoài ngựa huyết long trên vai, cũng chỉ còn lại Táng Hoa làm bạn với Lâm Nhất mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, trong mắt không còn chút chần chừ nào nữa. Có Táng Hoa làm bàn, ngựa huyết long đi cùng, có gì mà không dám xông vào bảo điện Thương Long này chứ? Một cơ duyên trên tạo hóa như thế, hắn nhất định phải tranh giành. Vụt! Lâm Nhất đạp một cái trên hư không, lập tức xông vào không gian bị tinh quang bao phủ kia, với thực lực của hắn. Những cơn gió bão tinh quang đang thổi tán loạn kia vẫn chưa thể làm khó hắn. Chỉ cần cẩn thận là có thể tránh thoát một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã vượt qua rất nhiều cản trở, xông thẳng vào trong vòng xoáy tinh quang cuồn cuộn. Vù vù. Cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng, trong rất nhiều kiến trúc to lớn có một quảng trường sáng rực vô số phù văn. Trên không trung của quảng trường có sức mạnh phong lôi mạnh mẽ giăng kín. Sau khi tiến vào không gian này, mỗi người đều như bị trúng phải một đòn nặng nề. Dù thực lực có mạnh mẽ bao nhiêu cũng đều rên lên một tiếng, bị lực lượng vô hình đánh rơi xuống, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, ai này đều vô cùng chật vật. Vào lòng mọi người đang vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, thậm chí còn thấp thỏm bất an, không trung bão táp cuồn cuộn trên đầu chợt xuất hiện hai ngôi sao sáng ngời. Ánh sáng của ngôi sao lập tức soi ra hai lỗ thủng lớn trong tầng mây dày đặc, mọi người cảm thấy áp lực hơn một cách rõ ràng. Xảy ra chuyện gì thế này? Trong mắt rất nhiều người đều lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Không đúng. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, đây là mắt rồng, không phải ánh sao,
chỉ là ánh mắt của Thương Long mà thôi. Đúng như dự đoán, ngôi sao đó vừa xuất hiện không lâu, một cái đầu to lớn cũng xuất hiện trên đầu mọi người. Nó đang nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình, dường như đang thăm dò điều gì đó. Vòm trời phía trên đỉnh đầu, chỉ một cái đầu lâu đã che khuất Thương Long trên bầu trời, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người La Trấn nhíu mày, có vẻ như bảo điện Thương Long này không giống với trong tưởng tượng của bọn họ cho lắm. Theo lý mà nói, nếu đã là bảo điện thì nên có cung điện lầu các nối liền nhau, còn không thì hẳn phải có tế đàn cổ xưa cùng thánh đài khắc đồ án Thương Long. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta cảm thấy có hơi sợ hãi. Ánh mắt Thương Long kia lạnh lùng vô tình, kiêu căng ngạo mạn cứ như là thiên đạo, bao trùm tất cả, không có một chút sắc thái tình cảm nào. Nó không giống một sinh linh, mà giống với một món đồ hơn, tựa như một món hung khí thời thượng cổ không có tình cảm. Nó đang chăm chú quan sát, thu hết vào mắt mỗi một người tiến vào khoảng không gian này, dường như, đối diện với ánh mắt của nó, tất cả mọi người đều không cách nào che giấu được bí mật trong lòng mình. Ngay lúc đó, bỗng nhiên, trên quảng trường cổ xưa có người bốc cháy dưới ánh mắt của Thương Long. Toàn thân người nọ bùng lên lôi hỏa màu tím, điện quang lập lòe, lửa hừng hực thiêu đốt. Nhân tài kiệt xuất có tu vi thiên phách tầng thứ 3 đỉnh phong bị thiêu thành cho chỉ trong một hơi thở. Sau khi thi cốt bị thiêu thành cho tàn, bỗng có một sợi ma khí mỏng manh dãy giụa bay ra. Ma khí kia vô cùng quái đản, cứ như có sinh mạng vậy, nhưng bất kể nó có dãy giụa kịch liệt cỡ nào thì cũng vẫn bị lôi hỏa đốt thành hư không. Cảnh tượng như thế trông cực kỳ quái dị. Đó là gì? Sao lại có cảm giác giống như đám ma cương trong di tích vậy? Mọi người quá mức sợ hãi, tất cả đều để lộ vẻ mặt hoang mang và lo lắng tột độ. Ngay cả đám người La Trấn cũng ngơ ngác, không rõ chuyện gì. Dư nghiệt của ma nhân năm đó vẫn còn tồn tại ư? Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Vũ Hạo Thiên đứng lẫn trong đám người, trong mắt hắn ta hiện lên tia bối rối. Giờ phút này, ma linh trong cơ thể không còn sót lại chút gì, cứ như đã chết đi vậy. Dường như hắn ta đã hiểu ra điều gì đó nên lẳng lặng thúc giục tâm pháp Nguyệt Diệu Thần Quyền, bao trùm toàn bộ khí tức ma linh kia. Trong bầu không khí nghiêm trang và đầy căng thẳng, trên quảng trường cổ xưa, một vài tên võ giả bị ma khí xâm nhập lần lượt bị lôi ra. Đợi đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, ánh mắt của Thương Long trên vòm trời quét qua quét lại vô số lần rồi mới từ từ lùi ra sau. Giống. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì bỗng có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời, cùng với đó, những phù văn nhỏ bé được dựng đứng trên quảng trường cũng bắt đầu uốn éo. Trong lúc uốn éo, những phù văn ẩn chứa lực lượng cổ xưa này dần diễn hóa thành từng đạo đài. Soạt. Khi đạo đài thành hình, mưa to chút xuống, những hạt mưa màu tím như lôi quang sáng chói, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện những giọt mưa này không phải chất lỏng, mà là những mảnh vỡ kim loại có khí tức thô bạo vần quanh, chúng ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Là Long Lân. Vảy của Thương Long. Mọi người kinh ngạc không thôi, hóa ra tất cả những hạt mưa này đều là vảy Thương Long. Trước ánh vô số ánh mắt chăm chú, Long Lân bắt đầu dung hợp vào các đạo đài đang dần thành hình. Khoảnh khắc chúng hoàn toàn dung hợp, đạo đài bỗng trở nên ngưng thực hơn, bộc phát khí tức hùng vĩ và oai nghiêm. Đạo đài Long Lân, nhưng có vẻ như những đạo đài khác còn chưa hoàn toàn dung hợp Long Lân. Phong Huyền Dực nhìn qua một lượng mấy trăm đạo đài Long Lân lớn nhỏ, ánh mắt hắn ta lóe lên tia khác thường. Trong mắt đám người Mục Tu Hàn bên cạnh cũng biến ảo khó lường. Lâm Nhất cũng phát hiện những tin tức này, hơn nữa, rõ ràng là những đạo đài vẫn đang tiếp tục biến ảo, còn chưa hoàn toàn thành hình ngưng tụ phù văn màu vàng nhiều hơn, thoạt nhìn càng thêm vững chắc. Rồi rào khí thế, mắt thường có thể cảm nhận được chỗ bất phàm. Xoẹt, xoẹt. Ngay khi mọi người còn đang suy đoán thì bất chợt có bốn tia lửa điện xẹt ngang trời, hệt như sao chổi rơi xuống mấy cái đạo đài. Long chảo, móng vuốt Thương Long. Lâm Nhất liếc thấy rõ ràng hình dáng của bốn tia lửa điện kia. Mắt hắn lóe sáng, trong lòng đã có một suy đoán đại khái. Sau khi bốn long chảo hoàn toàn dung hợp vào đạo đài, trên vòm trời lại có long giác, long nhãn, long vĩ, long tâm lần lượt rơi xuống,
mang theo khí tức mạnh mẽ và hào hùng thời thái cổ, dung hợp vào đạo đài một cách hoàn mỹ. Vảy thương long, vuốt thương long, đuôi thương long, sừng thương long, mắt thương long, tim thương long. Quả là thế. Lâm Nhất ngầm hiểu ra, truyền thừa của Bảo Điện Thương Long chính là những đạo đài giữa quảng trường cổ xưa. Nhưng hiển nhiên, truyền thừa này có phân chia cao thấp, có mấy trăm đạo đài dung hợp vảy rồng, nhưng chỉ có 4 cái dung hợp vuốt rồng. Còn sừng thương long, mắt thương long, đuôi thương long và tim thương long thì mỗi cái chỉ dung hợp vào một đạo đài duy nhất. Đương nhiên, những đạo đài này sẽ ẩn chứa truyền thừa tôn quý nhất trong Bảo Điện Thương Long. Nếu như nói Bảo Điện Thương Long thật sự là cơ duyên trên cả tạo hóa thì đó chính là đang nói đến 4 cái đạo đài độc nhất vô nhị này, thu hoạch cực kỳ to lớn. Dầm. Vô số ánh mắt hướng về đạo đài, chẳng mấy chốc đã có người kiềm nén không được, ra sức muốn leo lên đạo đài. Nhưng không có ngoại lệ, bất kể thực lực có mạnh cỡ nào thì khi sắp leo đến nơi đều bị hất mạnh xuống. Thậm chí có người thi triển võ học tạo hóa, muốn mạnh mẽ xông lên nhưng kết cục là bị chấn cho thương tích đầy mình, thê thảm không tả nổi. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp quảng trường, giữa không trung có chấn động mờ nhạt, toát lên khí tức cổ xưa mà rối loạn. Phụt. Những nhân tài kiệt xuất mạnh mẽ xông đến bị hất ngược ra, khi rơi xuống đất, bọn họ lần lượt phun ra máu tươi. Thậm chí có người bị chấn ngất đi, thảm không chịu nổi, cứ như phải chịu một lực chấn áp vô hình vậy. Cảnh tượng như thế nhanh chóng khiến mọi người có mặt trên quảng trường lấy lại bình tĩnh, bọn họ cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng. Xem ra truyền thừa của Bảo Điện Thương Long thật sự nằm trong đạo đài rồi. Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua những đạo đài, lộ vẻ do dự. Hắn đang tự hỏi, Long Giác, Long Chảo, Long Nhãn, những thứ này đại diện cho điều gì, đợi lát nữa, khi thật sự ra tay thì nên lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, không cần phải suy xét đến Long Lân, e rằng những đạo đài Long Lân kia chỉ truyền thừa một vài võ học tạo hóa cao cấp mà thôi, có thể là cấp bá giả, vương giả, nhưng chắc chắn không phải cấp đế giả. Bởi vì số lượng của chúng nhiều lắm. Tuy nhiên, dù là vậy thì đối với đại đa số người, chúng vẫn có lực hấp dẫn không nhỏ. Dù sao thì phóng mắt khắp thiên lộ, số lượng võ học tạo hóa cao cấp vẫn cực kỳ thưa thớt, người có được chúng không đến một phần vạn. Về phần Long Chảo, 4 đạo đài sở hữu chúng rất có thể sẽ chứa võ học tạo hóa cấp đế giả, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một vài thủ đoạn công kích mà thôi. Chưa chắc có phẩm cấp tối cao, quá lắm thì ngang ngửa với nhật diệu thần quyền của hắn. Nhưng tim thương long, đuôi thương long, sừng thương long và mắt thương long thì chắc chắn là không tầm thường, e rằng kém lắm cũng đến được võ học tạo hóa cấp đế giả. Dựa theo tính chất của sừng thương long thì có lẽ là một loại binh khí, nếu là kiếm khách thì rất có thể sẽ là một môn kiếm pháp. Mắt thương long hẳn là một bí thuật, tương tự như đạn chỉ thần kiếm, tuy nhiên, phẩm cấp sẽ cao hơn rất nhiều. Chắc chắn đuôi thương long sẽ là thân pháp, còn tim thương long thì, rất có thể là công pháp hoặc thần quyết luyện thể. Ngoại trừ đuôi thương long, 3 loại còn lại đều rất khó lựa chọn. Kiếm pháp, bí thuật, công pháp đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với Lâm Nhất. Trong khi Lâm Nhất đang dò xét những đạo dài này thì đám yêu nghiệt có thực lực cao nhất tại đây cũng dán mắt vào chúng, cùng có suy nghĩ như hắn. Đại khái thì suy đoán của bọn họ không khác biệt với Lâm Nhất cho lắm, dù sao chẳng có ai là ngu ngốc cả, chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể đoán ra được. Chọn tim thương long hoặc là sừng thương long. Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định, đương nhiên, tốt nhất là sừng thương long, dù sao thì nhu cầu cấp bách hiện tại của hắn vẫn là kiếm pháp. Nhưng nếu không được thì, tim thương long cũng là một lựa chọn không tệ, giá trị công pháp chắc chắn lớn hơn nhiều so với võ kỹ. Nói không chừng có thể lấy được thần quyết luyện thể, Lâm Nhất cũng đang cần bổ sung các thiếu sót. Có thể dự đoán được, bất kể là đạo đài nào thì cũng phải đấu tranh kịch liệt mới có được. Bảo Điện Thương Long xuất hiện ngàn năm một lần, tạo hóa thần kỳ, người có duyên ắt sẽ được. Âm thanh cổ xưa quanh quẩn khắp quảng trường, cùng với đó, đường vân trên những đạo đài đều toát lên ánh sáng tím mờ nhạt. Đạo đài đã xảy ra biến hóa khá rõ ràng, ngay lập tức. Tiếng xé gió liên tục vang lên, vô số người vọt về phía đạo đài. Tuy nhiên, những người này vô cùng cẩn thận, không lựa chọn những đạo đài độc nhất vô nhị, mà chủ động thử nghiệm với các đạo đài Long Lân.
thành công rồi. Sau đó, rất nhiều người mừng rỡ khi phát hiện không còn bị ngăn trở như trước, có lẽ đã đạt đến tình trạng đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.